Thưa quý vị, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã họp thẩm tra đề nghị xây dựng dự án luật chuyển đổi giới tính để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong phiên họp tháng 5 này. Theo tờ trình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí cho biết đã xác định lại phạm vi điều chỉnh của đề nghị xây dựng luật là triển khai thực hiện quy định của Điều 37 Bộ Luật Dân sự về chuyển đổi giới tính. Trong đó, đối tượng điều chỉnh là người đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ và ngược lại. Do đối tượng tác động đã hẹp lại, nên đại biểu Quốc hội nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh tên gọi để phản ánh chính xác phạm vi, bản chất của đề nghị xây dựng luật. Từ đó, đại biểu đề xuất tên gọi mới là luật chuyển đổi giới tính. Đồng thời, bốn nhóm chính sách lớn trong đề nghị xây dựng luật đã có sự kế thừa, sắp xếp một cách hợp lý trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất của Bộ Y tế và đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh tên gọi của luật đã được thay đổi. Cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình nêu trên, tuy nhiên các đại biểu cho rằng do tên gọi của luật đã điều chỉnh, đối tượng tác động đã hẹp hơn nên một số chính sách cần xem xét lại. Vì vấn đề này, nhóm chính sách 2 thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân đề nghị thể hiện rõ hơn về mức độ can thiệp y học để chuyển đổi giới tính. Vì vấn đề này ảnh hưởng đến việc xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính, đồng thời cần nghiên cứu về một số quyền, nghĩa vụ mang tính đặc thù của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính. Các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc đối với chính sách 3 về xác định giới tính đối với các trường hợp đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực. Đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính thì trong đó cũng đề nghị cân nhắc về cái quy định như đề cương là luật sẽ bao gồm cả người xác định lại giới tính. Tuy nhiên thì việc xác định lại giới tính hiện đang được điều chỉnh theo nghị định 88 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính. Vì vậy là cái việc tích hợp cả vấn đề xác định lại giới tính là việc là vấn đề lớn đòi hỏi phải sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị định số 88 và xác định các cái vướng mắc bất cập vân vân. Do vậy trường hợp luật này không điều chỉnh vấn đề xác định lại giới tính thì cần thể hiện rõ và tính toán tại các quy định tại chương 3 để đảm bảo tích hợp. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Chính phủ ủng hộ việc giao đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí xây dựng trình Quốc hội luật chuyển đổi giới tính. Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ và giao các bộ liên quan, hỗ trợ đại biểu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án luật này.